Xin kính chào quý bà con cô bác và cô chú anh chị khắp mọi miền gần xa đã quay trở lại với kênh Đồ Cổ Giáo Nguyễn. Ngày hôm nay em mang lên tới cho bà con cô bác và cô chú anh chị những món đồ em sưu tầm được trong thời gian vừa qua, từ những món đồ đồng, đồ gốm, đồ gỗ và cả những món đồ rất là độc lạ như tượng đất hoặc là một số cái món đồ mà em thấy rất là hay, rất là đáng để sưu tầm, để chia sẻ với bà con cô bác và cô chú anh chị. Thì trước khi đi vào giới thiệu những món đồ trong đoạn video ngày hôm nay, em xin được gửi lời cảm ơn tới bà con cô bác và cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ kênh của em trong thời gian vừa qua. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ em trong thời gian sắp tới. Thì món đồ đầu tiên em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là một số món đồ đồng mà em sưu tập được. Đầu tiên đây là một cái bàn ủi ha. Đó, nhìn thì ban đầu nhìn thì giống như cái gáo nước vậy, nhưng mà thực chất đây là một cái bàn ủi ha. Đó, cái bàn ủi này được sử dụng nhiều vào thời Nguyễn ha. Đó, cái cách sử dụng thì rất là đơn giản thôi, than mình đốt nóng mình bỏ vào trong đây rồi mình là quần áo thôi. Đó, và cái phần chất liệu làm là bằng đồng, còn cái phần tay cầm cán cầm là bằng gỗ nha. Những cái bàn ủi như thế này thì em nghĩ là nó vẫn còn rất là nhiều ở trong dân đó, chẳng qua là khi mà em đi thu gom những cái món đồ độc lạ thì em thấy nó hay, em mà gom về thì hôm nay em mang lên em mà giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị về cân nặng và kích thước của cái bàn ủi này. Thì bàn ủi này có cân nặng là 1,5 kg nha. Chiều dài của cái bàn ủi này là 30 cm ha. Phần chiều cao của cái phần bàn ủi nó khoảng 10 cm đó. Và giá em giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị một cái bàn ủi bằng đồng cán gỗ đời Nguyễn như thế này với giá là 1.500.000 đồng nha. Bà con cô bác và cô chú anh chị ưng ý thì nhắn tin gọi điện với em ha. Zalo và số điện thoại của em là 0774 814 824. Em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị hai cái cuốn album tiền xu ha. Thì đây đều là những cái xu thời phong kiến đó. Và ở đây em có một cuốn gồm 60 xu là những lớn và một cuốn là 120 xu nhỏ đó. Tất cả đều được em vô album, vô khung hết trơn rồi. Bà con cô bác cô chú anh chị mình sưu tầm về chỉ cần là lật ra mình chơi, mình nhìn ngắm, mình thích lấy đồng nào ra coi thì mình coi xong mình bỏ vô, rất là gọi là vừa bỏ an toàn nữa, không sợ mất, không sợ hư hao gì hết ha, rất là đẹp. Và em đảm bảo cho bà con cô bác và cô chú anh chị những cái xu này đều là khác nhau hết nha, không có xu nào giống xu nào luôn đó. Và giá mỗi cuốn xu cũng rất là hạt rẻ luôn. Cuốn 120 xu, ủa cuốn 60 xu lớn đi, cuốn 60 xu lớn với giá chỉ có 1.000.000 đồng, còn cuốn 120 xu nhỏ với giá là 1.200.000 đồng. Một cái giá rất là hạt rẻ luôn. Đây là cuốn 120 xu nhỏ nè. Tất cả đều được vào các ô nhỏ nhỏ như thế này ha. Rất là đẹp ha. Rồi, bà con cô bác và cô chú anh chị thích sưu tầm những cái tiền xu cổ đó thì có thể là liên hệ với em nha. Em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị một cái đôi bình bông ha. Thì đôi bình bông này chất liệu là bằng đồng và theo như ý kiến cá nhân của em á thì đây là một cái đôi bình bông đồng xưa nha, đã qua sử dụng nha, có cái gọi là cái tuổi nhất định ha, chứ không phải là những cái món đồng mà mỹ nghệ hay đồng mới sau này. Về cân nặng và kích thước thì hai cái bình bông này, cái đôi bình bông này có phần cân nặng là 2,4 kg đó, chiều cao lần lượt là 32 và 32.5 cm luôn, kích thước bằng nhau luôn đó. Phần đường kính miệng là 18 cm nha. Đó, cái thứ hai cũng là 18.5, nó hơi lớn hơn tí xíu. Đó, hình cái con cong rất là đẹp luôn. Ở bên dưới là có mọc đáy như thế này đây. Đồng cái thân nó thì có những chỗ nó lên ten xanh đó. Đôi này thì thích hợp cho bà con cô bác cô chú anh chị mình sưu tầm. Đó, mình sưu tầm trưng bày, mình thích cho những cái món đồ đồng đồng như thế này thì có thể là liên hệ với em. Và giá em giao lưu bà con cô bác cô chú anh chị cái đôi bình bông chim cong này với giá là 2.000.000 đồng ha. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý mình liên hệ với em à. Rồi, em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị một cái món đồ bằng đồng khác cũng rất là độc lạ luôn. Thì đây là một bức tượng bán thân ha.
Đó, có nghĩa là nó không có hoàn chỉnh, chỉ có nửa thân trên thôi. Thì theo như gọi là ngoại đặc điểm ngoại hình của cái bức tượng này thì em thấy đây là một cái vị tượng của một người phụ nữ ha, hoặc là một vị nữ thần gì đó, em cũng không chắc chắn nữa, nhưng mà biết là nữ đó. Rồi do là nó không còn được lành lặn nữa thì em cũng có tìm hiểu, đây là một cái món đồ đồng thuộc nền văn hóa Champa ốc eo cổ đại nha. Đó, cái món đồ này không lành lặn nhưng mà giá trị sưu tầm của nó thì rất là cao ha. Bên trong là nó rỗng nè, đó có rất là nhiều cái ten hoặc là đất cát bám vào ha. Vì lý do gì mà nó bị như thế này, còn như thế này em cũng không rõ nữa. Chắc là do cái quá trình mà đào hoặc là do biến gọi là tác động vật lý của cái gì đó cho nên nó như vậy đó ha. Rồi về cân nặng và kích thước thì bức tượng bán thân này có phần cân nặng là 1,9 kg ha. Đó, phần chiều dài lớn nhất này, đem kéo vào thước ra thêm một tí. Phần chiều dài lớn nhất thì là khoảng 30 cm nha. Phần bề ngang lớn nhất là khoảng 20 cm. Và giá anh giao lưu bà con cô bác cô chú anh chị cái bức tượng bán thân nữ này với giá là 8 triệu đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý có thể là liên hệ với em ha. Rồi em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Tiếp theo thì em có hai cái bức tượng tượng đất nha, nhìn rất là độc đáo luôn, rất là độc lạ luôn. Em xin phép về để lấy nét cho nó rõ. Đó, bức tượng đất đầu tiên là một lúc này giống một vị tăng ha, theo như một vị tăng, một vị Phật đang ngồi thiền. Gương mặt thì hình rất là lớn tuổi ha. Đó, ở trên cái chỗ này em thấy nó có cái vàng, em không biết là vàng này là cái mạ vàng hay là gì nữa. Đó, tại vì khi em gom về như thế này thì là em đã thấy như vậy rồi. Đó, và em xin nhắc lại là một cái tượng đất nha, một cái tượng đất. Đó, và em cũng có gọi là hỏi và tìm hiểu thì đây là những cái món đồ này nó cũng có cái niên đại là rơi vào cái giai đoạn là nền văn hóa Champa luôn. Đó, còn cái về cái xác suất mà gọi là nó có chuẩn đồ hay không á thì em xin nhờ quý bà con cô bác và cô chú anh chị mình thẩm định giùm em nha. Đó, em đi em coi em thấy những cái chi tiết, những cái đặc điểm nó đúng thì em gom về em mang lên giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị ha. Rồi, bức tượng đầu tiên này có phần chiều cao là 13.5 cm nha, phần bề ngang là 9.5 cm, và giá em giao lưu bà con cô bác và cô chú anh chị bức tượng này với giá là 6 triệu đồng. Bức tượng thứ hai cũng là một vị tăng, như cũng có tư thế ngồi thiền như vậy ha, chỉ là có điều cái đài cái ngồi cao hơn thôi cho nên nhìn gọi là cái tượng dài hơn, cao hơn một tí nha. Đó, cũng là một cái tượng đất luôn. Đó, em cũng có duyên em sưu tầm, em gặp em sưu tầm lại được ha. Bạn em quay một vòng cho bà con cô bác và cô chú anh chị mình xem nha. Đó, ở bên dưới là những cái ký hiệu mà em cũng không rành nữa. Rồi xen kẽ ở đây là những cái gọi là những cái khe rãnh mà cái cấu trúc họ làm cũng rất là hay, rất là độc đáo luôn nha. Đó, về kích thước của bức tượng đất thứ hai này á, chiều dài là 18.5 cm ha, phần bề ngang là khoảng 8 cm, và giá em giao lưu bà con cô bác cô chú anh chị cái bức tượng đất thứ hai này với giá cũng là 6 triệu đồng luôn nha. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý mình có thể nhắn tin gọi điện với em. Đó, em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị hai món đồ đồng phong thủy mà em hay mang lên giới thiệu. Đầu tiên là một con cua kim tiền. Đó, thì con cua kim tiền này thì cái tên gọi của nó cũng là cái ý nghĩa ha. Đó, ở trên đây là hai cái càng nó kẹp cái đồng tiền. Đó, có nghĩa là mọi người chắc cũng biết là cái lực kẹp của con cua rất là chặt ha, rất là đau ha, cho nên kẹp một cái đồng tiền nè có nghĩa là sự thể hiện cho cái sự giữ tiền một cách chắc chắn luôn ha. Đó, mình trưng cái con cua kim tiền này với cái ý nghĩa là tiền vô thì như nước mà tiền ra là nhỏ giọt đó. Đó, rồi về cái gọi là chất liệu, đây là một con cua làm bằng đồng nguyên khối ha. Đó, ở bên dưới là một đáy 4 chữ. Đó, và em cũng xin nhắc lại đây là một cái món đồ đồng phong thủy, đồng mỹ nghệ thôi nha. Đó, cái gọi là cái tuổi đời của nó thì em nghĩ rơi vào tầm 10-20 năm hoặc là hơn một tí, nó chứ không phải là những cái món đồ đồng xưa hay đồng cổ, cho nên món nào em đều giới thiệu rất là rõ ràng. Đó, bà con cô bác và cô chú anh chị mình có thể liên hệ em để xem thêm hình ảnh cũng như là gọi điện trực tiếp ha. Rồi, cái con cua kim tiền này có cân nặng là 1,6 kg nha.
chiều cao là 20cm ha, phần bề ngang lớn nhất là khoảng 16cm đó. Và giá em giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị con cua kim tiền này với giá là 1.500.000 đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị nghĩ mua về để mình trưng bày lấy hên hoặc là tặng cho người thân bạn bè, là người có nghĩa là chia cái lọc cho họ, thì có thể liên hệ với em nha. Rồi một cái món đồ khác, một cái món đồ đồng mà mỹ nghệ phong thủy khác mà em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là một tượng con đại bàng tung cánh nha. Đó, tượng đại bàng tung cánh ở phía dưới là hình cái mỏm đá hay là hình cây tùng, cây bách gì ở dưới nè. Đó, đại bàng thì thường là chúa tể của bầu trời ha, tượng trưng cho những cái quyền lực ha. Đó, gọi là chúa tể của bầu trời luôn. Cái tượng này thì như em nói đó, một cái món đồ đồng phong thủy mỹ nghệ có ý nghĩa chiêu tài hút lộc, mang lại may mắn cho gia chủ ha. Chất liệu là bằng đồng nguyên khối luôn, màu đồng vàng ngã theo thời gian năm tháng nè. Đó, bên dưới là mộc đáy như thế này, có vòng tròn bên ngoài nữa. Ở phần thân thì có bốn chữ, khắc bốn chữ như thế này. Về cân nặng thì con đại bàng này có cân nặng là 2 kg, chiều cao là 22cm ha, phần bề ngang lớn nhất là 18cm. Và giá em giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị bức tượng con đại bàng tung cánh này với giá là 1.500.000 đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý có thể là nhắn tin gọi điện với em qua Zalo và số điện thoại là 0774 814 824. Rồi, em xin được đi qua giới thiệu một số món đồ gốm mà em sưu tầm được những ngày vừa qua đó. Bây giờ em sẽ điều chỉnh cái góc quay lại cho nó gần và nó rõ hơn để bà con cô bác và cô chú anh chị mình có thể có một cái nhìn sắc nét hơn về những cái món đồ mà em đã sưu tầm được. Thì cái món đồ đầu tiên em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là một cái tô ha, một cái tô lớn như thế này đây. Tô thì em hay gọi tô lớn nè, tô trung đó, để phân biệt thôi, để phân biệt những cái gọi là tô hoặc là chén đấy á, tùy theo vùng miền, cho nên nhiều khi là ở chỗ em gọi là cái chén, mà ở ngoài miền Bắc miền ngoài thì hay gọi là cái bát đó, cho nên là nhiều khi là có cái sự nhầm lẫn trong cái việc mà gọi tên những cái món đồ. Nhiều khi em cũng không biết là bà con cô bác và cô chú anh chị mình đang hỏi cái món đồ nào nữa đó, cho nên là em xin phép được gọi theo cái tiếng địa phương của em. Đây là một cái tô lớn ha, cái tô này rất là độc đáo luôn, cái phần miệng được loe ra nha, phần miệng nó có phần loe ra như thế này đó. Em để nghiêng như thế này thì bà con cô bác cô chú anh chị mình có thể thấy được ha. Đó, phần miệng càng dần về trên thì càng loe dài ra. Bên ngoài thì được bọc đồng thủ công tây nha. Đó, màu đồng thì cũng ngã cái màu đen xuống màu cái màu đen đen theo thời gian năm tháng nè ha. Miệng không có bị cong vênh, cũng không có bị sức mẻ gì hết nha. Đó, ở bên trong cái tô này có nước men thì nó không còn được gọi là nó bị bám bẩn ha, và nó có cái những cái nút ruồi đen đen như thế này. Đấy, bên ngoài là đem xem cái tích này là tích có hai ông lão nè và một con trâu nè đó. Tích ông lão chăn trâu và có cả cây núi non nữa, và cả một cái hai cái câu thơ này em cũng không biết dịch luôn đó. Và con cô bác cô chú anh chị mình dịch được thì mình có thể comment cho em mà để em hiểu biết thêm nha. Rồi về chôn đáy và hiệu đề nè, chôn đáy thì rất là già luôn, cắt gỗ là đẹp, hiệu đề hai chữ đó, nét vẽ rất là nhìn rất là dứt khoát luôn ha, không có cái ấy ha. Rồi về kích thước của cái tô này thì có phần đường kính là 18cm nha. Đó, phần chiều cao là 8.5cm. Đó, và giá em giao lưu bà con cô bác và cô chú anh chị cái tô này với giá là 6.000.000 đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý có thể là liên hệ với em ha. Rồi em xin được đi qua những món đồ kế tiếp. Thì tiếp theo em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị cũng là một cái tô khác. Cái tô này có phần miệng cũng được bọc đồng thủ công tây đó, tích bên ngoài để em xem. Tích đây là tích có cá chép và rồng đó, giống như là cá chép hóa rồng vậy ha. Đó, ở bên trong phần miệng, ở bên trong phần lòng thì cái tô này em đánh giá là cái thẩm mỹ bên trong nó vẫn còn rất là đẹp luôn nha. Một số cái chỗ vết ố bằng vàng thì là do cái nước men trắng nó rất là dễ bị bẩn luôn ha. Đó, cái tô này nó không có nhiều cái điểm nút ruồi hoặc là bị mẻ hay là nứt gì cả nha, rất là đẹp luôn, còn rất là đẹp. Phần miệng nè, em quay nghiêng cho bà con cô bác và chú anh chị em thấy ha, làm rất là kỹ thuật, không có bị cong vênh méo mó gì hết. Đó, về phần bên ngoài phần thân thì
hình rồng vẽ rất là đẹp luôn, rồng rất là có hồn luôn đó. Có những chỗ nó bị lem bị bẩn bẩn ố ố nè, hoặc là những cái chỗ nó bị lủng men ha, em thấy có những cái chỗ nó ra cái nốt đen đen như thế này đó. Về phần chôn đáy và hiệu đề đó. Ở phần chôn đáy thì cắt gọt rất là đẹp ha. Ở đây là có một cái nốt mà em hay gọi là cái nốt thời gian ha, đó nó chỗ sắc ra như thế này đây, hiệu đề hai chữ nè đó, vẽ rất là đẹp luôn. Đây tô này có phần đường kính là 18 cm nha, phần chiều cao lên là hơn 8 cm một chút đó. Và giá em giao lưu bà con cô bác cô chú anh chị cái tô này với giá cũng là 6 triệu đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị nghĩ có thể là liên hệ với em ha. Rồi một cái tô kế tiếp em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị, để em nhìn xem tích trên cái tô này là tích long phụng xung vầy nha, một con rồng và một con phượng, thì em gọi là long phụng xung vầy nghe cho nó hay ha. Rồi bên ngoài phần miệng cũng được bọc đồng thủ công tây nè, phần miệng cũng rất là cân đối luôn, không cong vênh méo mó gì hết nha, cũng không bị sức mẻ gì cả. Đó, bên trong đó, bên trong thì nó cũng hơi bị bẩn bẩn một vài chi tiết thôi đó, và cũng rất là lành luôn, không có bị găng nứt gạn mẻ, cũng không có những cái nốt đen nữa đó. Về hình rồng và hình phượng bên ngoài em quay từng cái hình cho mọi người xem đó, có một số chỗ cái nước men nó bị lột men một tí đó. Hình chim phượng rất là đẹp luôn, cái màu men, cái nước men vẫn còn một cái độ bóng nhất định ha đó, rất là đẹp đó. Rồi phần đuôi nè, những cái nét vẽ cực kỳ là đẹp luôn đó. Tại vì ở đây em không có nói chung là để em so sánh những cái hình rồng cho bà con cô bác cô chú anh chị mình xem nè, mỗi một cái tô đó, mỗi một cái nét vẽ cái hình rồng nó sẽ có kiểu như nó có cái hồn khác nhau ha, nhìn rất là đẹp, không có kiểu mà nói chung là bà con cô bác và cô chú anh chị cầm được trên tay cái món đồ thì sẽ cảm nhận được rõ hơn những điều mà em đang nói ha. Về chôn đáy và hiệu đề của cái tô này, chôn đáy thì rất là già luôn, cắt gọt rất là đẹp, một số chỗ thì có vẻ như ma sát hay cọ quẹt gì nó bị lột lên, lột men lên khá là cao nè, lộ cả phần đất ra. Hiệu đề ở đây đó, một chữ một ký tự như thế này. Rồi về cái kích thước thì cái tô này có phần đường kính là hơn 18 chút xíu nha, hơn 18 cm một tí, phần chiều cao là 8 cm. Và giá em giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái tô này với giá cũng là 6 triệu đồng luôn đó. Bà con cô bác và cô chú anh chị nghĩ thì liên hệ với em nha. Một cái tô cuối cùng trong đoạn video ngày hôm nay của em thì đây cũng là một cái tô gốm tàu cổ, và tích vẽ trên đây là em thấy vẽ hai con rồng là song long chân châu nè. Cái tô này em cá nhân em đánh giá là cái hình rồng có vẻ khác và những cái tô mà em đã giới thiệu vừa nãy, thì mọi người có thể nhìn thấy hình rồng bên đây, thân rồng lộ rõ luôn đó, rồng ở đây là rồng năm móng luôn nha đó, và cũng rất là có hồn luôn đó. Hai con, một con thì đang tính há miệng ngậm châu nè, còn một con thì đang phun châu nhã ngọc nè, nhìn rất là đẹp luôn. Bên ngoài phần miệng cũng được bọc đồng của công tây nè đó, cũng không có bị cong vênh hay gì cả, nước men ở trong nè vẫn còn cái màu trắng sữa rất là đẹp luôn, không có gọi là bị những cái vết ố hay những cái vết lủng men hoặc là những cái điểm nút ruồi đó. Rồi chôn đáy và hiệu đề thì rất là đẹp luôn, hiệu đề 4 chữ nè, cái nét vẽ rất là đẹp nha, cái màu gọi là cái độ bóng của cái những cái nét vẽ này nè, nó có cái dấu thời gian ha đó, qua một cái thời gian 5 tháng thì cái màu men hay là cái màu men ở cái tích hoặc là cái hình vẽ hoặc là hiệu đề nó đều có cái sự xuống nước nha, nó xuống một cái nước men nào đó, chứ nó không có bị cái bóng hới như là những cái món mới ha. Rồi ngay cả phần thân bên ngoài em quay cho bà con cô bác và cô chú anh chị mình xem nè, đó đẹp và còn độ bóng đó. Kích thước của cái tô này có phần đường kính là 18.5 cm nha đó, phần chiều cao là 9 cm. Và giá em giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái tô này với giá cũng là 6 triệu đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình đừng ý thì liên hệ với em nha, Zalo và số điện thoại của em là 0774 814 824, em có để ở trên màn hình đó, bà con cô bác cô chú anh chị mình cứ liên hệ với em nha. Em xin phép được đi qua món đồ kế tiếp nha. Tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị những cái đĩa
đó, một những cái dĩa đó, dĩa em hay bị nhầm hay kêu hơi bị khó rồi. Thì cái dĩa đầu tiên em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là một cái dĩa vẽ này giống vẽ tùng hạt quá, em không biết chính xác, không thấy cây tùng, mấy con này giống mấy con hạt nè đó. Thì em thực sự thì cái em nhiều khi em gọi như vậy á, nếu mà có sai thì mong bà con cô bác và cô chú anh chị mình thông cảm cho em với nha. Đó, em chỉ thấy như thế nào thì em gọi như vậy thôi. Đây là một cái đĩa gốm tàu cổ, bên ngoài được bọc đồng thủ công tay rất là đẹp luôn đó. Cái gọi là cái không bị cong vênh hay méo mó ở cái phần miệng gì ha, và phần miệng cũng không có bị găng nứt hay gặn mẻ gì cả. Những cái hình vẽ đó, những cái hình vẽ hình chim hạt nè, hình cái cây nè, rất là đẹp luôn. Có những cái nét đậm nét lợt, do là vẽ tay thì cái đường mực lúc nào nó cũng sẽ có cái chỗ đậm chỗ lợt ha. Đó, những cái chỗ này là những cái vết dơ vết bẩn thôi, em nghĩ là mình vệ sinh qua là nó sẽ bớt thôi đó. Đó, ở đây là cũng có một số cái điểm thời gian ha, những cái nốt ruồi đen đen xuất hiện ha về phần phía mặt sau đó, mặt sau của cái đĩa này. Chôm đáy thì rất là già luôn, cắt gọt thì rất là đẹp, hiệu đề hai chữ nè, nét chữ trên hiệu đề bà con cô bác cô chú anh chị mình có thể quan sát ha. Nó có một cái độ lợt, một cái độ gọi là nó bị xuống màu theo thời gian năm tháng ha, mà nét vẽ thì rất là dứt khoát luôn, nó không có kiểu bị lem nhem hay là kiểu ấy. Về đường kính của cái dĩa này thì có phần đường kính là 19.5 cm nha, và giá em giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái dĩa này với giá là 4 triệu đồng. Em xin được đi qua cái đĩa tiếp theo. Cái đĩa tiếp theo này là một cái đĩa mà em gọi là cái đĩa bài thơ đi, tại vì em thấy có mấy hàng chữ này viết song song với nhau như thế này nè, em nghĩ chắc là một bài thơ hoặc là một bài phú gì đó. Và bên cạnh đó là hình một cây trúc đó, hình một cái bụi trúc nè mập nhá, nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất là cân đối hữu tình luôn. Rồi bên ngoài cái đĩa cũng được bọc đồng thủ công tay ha, phần đĩa cũng không có, phần miệng cũng không có bị găng nứt hay gặn mẻ hay là cong vênh gì hết nha. Ở trên cái phần thân nè, những cái chỗ nước men này thì nó có vẻ như nó hơi bị bẩn một tí đó, chứ nó không có những cái vết sức mẻ gì cả. Về phần chôm đáy và hiệu đề ở xung quanh này thì cũng có một vài chỗ xuất hiện những cái điểm thời gian. Đây, sao cho em lấy nét đây. Những cái điểm thời gian, những cái nốt đen đen thế này. Chôm đáy rất là già luôn, có một số chỗ thì nó bị nhăm mẻ một tí ha. Đó. Hiệu đề 4 chữ nè, nét vẽ rất là đẹp với dứt khoát ha. Đó. Đường kính của cái đĩa này là 19.5 cm nha, và giá em giao lưu bà con cô bác cô chú anh chị cái đĩa này với giá cũng là 4 triệu đồng luôn. Đó. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ý thì liên hệ với em nha. Rồi, em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Món đồ cái đĩa cuối cùng trong cái đoạn video ngày hôm nay của em á là một cái đĩa vẽ rất là đẹp và rất là nhiều luôn. Về cái tích thì em cũng không biết gọi là cái tích gì, em chỉ thấy có vẻ có người có tiểu đồng, còn một con người đang đứng, một người đang quỳ, rồi trong cái lâu gọi là cái phòng ốc rồi đó, rồi có cây cối bên ngoài nè, vẽ gần như là toàn bộ cái mặt dĩa luôn ha. Đó, và để em quay gần hơn cho mọi người xem những cái hình ảnh hình người nè, cái nét người nè, nhìn rất là sống động luôn. Ở đây thì nó có một cái chỗ giống như nó bị lủng men nè đó. Đó, một vài chỗ xuất hiện cái điểm nó lủng men như vậy. Bên ngoài cái đĩa thì cũng được bọc đồng thủ công tay nè, bọc đồng rất là gọi là nhiều luôn á, bọc đồng hẳn ở bên ngoài như thế này. Phần chôm đáy rất là già, có một số chỗ nó bị mẻ nhăm nhăm như thế này đó. Đồ như thế nào em đều quay như đều gọi là giới thiệu chi tiết luôn nha, bị nhăm bị mẻ hay bị gì đó là em giới thiệu hết. Hiệu đề 4 chữ, nét vẽ là dứt khoát luôn. Về kích thước của cái đĩa này, đĩa này có phần đường kính là 19.5 cm, và giá em giao lưu bà con cô bác cô chú anh chị cái đĩa này với giá cũng là 4 triệu đồng. Đó, bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý mình nhắn tin gọi điện với em ha. Rồi em xin giới thiệu tiếp tới bà con cô bác và cô chú anh chị một số cái nặng mà em sưu tầm được. Đây, ở đây hiện có ba cái nặng và một cái hồ lô. Thì đầu tiên em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị một cái hồ lô hai bầu nè. Đó, hồ lô hai bầu vẽ mây rất là đẹp luôn. Đó, những cái món đồ này em về là em lau bụi xong là em mang lên giới thiệu, cho nên có một số cái vết bẩn nó bám vào cái nước men trắng sữa này, nó hơi bị khó ra, nó phải mình có thể dùng nước sạch đó mình lau thì nó sẽ
giảm bớt thôi nha, em dùng cái từ là nó sẽ giảm bớt thôi, tại vì nó trải qua một cái thời gian 5 tháng nó bám vào cái lớp lớp men như thế này á, thì việc mà gọi là lau sạch cho nó ra được cái độ bóng như ban đầu thì nó rất là khó ha. Đó, cái tích trên đây thì em thì như em đã nói là vẽ mây nè, nó rất là đẹp luôn, vây nó cứ lượn lờ theo từ dưới lên trên nè, xung quanh là những cái điểm nó bị lủng men hoặc là những cái nút ruồi nút thời gian ha. Phần miệng cũng được bọc đồng thủ công tây nè, không có bị găng nứt hay là gạn mẻ gì hết. Đó, chung đáy và hiệu đề. Đó, phần chung đáy thì rất là già luôn, hiệu đề thì có cái hình cái hoa như thế này nè. Rồi, về cái kích thước thì cái hồ lô này có phần chiều cao là 19 cm ha, chiều cao là 19 cm, và cái phần hoành bụng của cái hồ lô này là 32 cm nha. Đó, và giá em Zalo bà con cô bác cô chú anh chị cái hồ lô này với giá cũng là 4 triệu đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý quan tâm thích sưu tầm thì liên hệ với em ha. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị một cái hồ lô hai bầu khác. Đó, thì cái hồ lô này là cái tích vẽ là vẽ một ông lão đang ngồi câu cá nè, và sơn thủy núi non, nó nhìn nó rất là hữu tình luôn ha. Cái hồ lô này được vẽ rất là nhiều và gần như là full cái mặt luôn rồi. Ở phía sau hình còn có hình của một ông lão chèo đò nữa. Đó, ở trên phần miệng cũng được bọc đồng thủ công tây ha. Đó, phần miệng bọc đồng thủ công tây và không có bị gắn nứt gạn mẻ gì hết. Chung đáy rất là già, phần hiệu đề hai chữ. Đó, chiều cao của cái hồ lô này cũng là 19 cm nha. Phần hoành là 32 cm luôn, kích thước gần như là tương đương với cái hồ lô mà vẽ mây em vừa giới thiệu ha. Và giá em giao lưu với mọi người cũng là 4 triệu đồng cho cái hồ lô thứ hai này. Tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị hai cái nậm ha. Rồi, cái nậm đầu tiên là một cái nậm mà vẽ một ông quan nè, có em thấy là ở đây có một ông quan và một cái vị này chắc là một cái vị gia nhân hoặc là nô tài ha, dùng từ hồi em hay coi phim á, một vị quan một vị nô tài ha. Và có rất là nhiều cái hình ảnh khác nữa, bàn ghế rồi thành quách rồi mây tùm lum hết. Phần miệng thì được bọc đồng thủ công tây, không bị găng nứt hay là gạn mẻ dở miệng hết nha. Đó, bên dưới là chung đáy và hiệu đề, chung đáy cắt gọt rất là đẹp luôn, hiệu đề phần hiệu đề 4 chữ nè. Đó, về kích thước của cái nậm này thì cái nậm này có chiều cao là 19 cm ha. Đó, về phần hoành là 30 cm nha. Đó, và giá em giao lưu với mọi người cái nậm thứ nhất này với giá cũng là 4 triệu đồng. Đó, rồi cái nậm thứ hai cũng là một cái nậm vẽ một ông quan và một cái vị người hầu khác, nhưng mà cái cảnh ở đây lại là cảnh núi non ha, núi non hữu tình không ha. Đó, xung quanh thì cũng có cây cối có núi nè, phần miệng thì bọc đồng thủ công tây, không có bị găng nứt hay là gặn mẻ gì hết. Chung đáy thì rất là già ha. Đó, nước men thì còn vẫn còn cái độ bóng ha. Chung phần chung đáy và hiệu đề nè, hiệu đề 4 chữ. Đó, bà con cô bác và cô chú anh chị ưng ý thích sưu tầm những cái nậm như thế này có thể là liên hệ với em ha. Zalo và số điện thoại của em có để ở trên góc của màn hình. Bà con cô bác cô chú anh chị chỉ cần là gọi điện qua cho em hoặc kết bạn với em qua cái số điện thoại ở trên màn hình luôn ha. Rồi, giá em giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị cái nậm này cũng là 4 triệu đồng. Đó, rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là một cái nai ha. Đấy, trên tay em đang cầm đây là một cái nai, thì là một cái nai gốm tàu cổ. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, cái nai này phần miệng em quay gần hơn cho mọi người xem nè, phần miệng được bọc đồng thủ công tây nha, nhưng mà cái kiểu bọc đồng này rất là dày luôn, gần như là bảo vệ gọi là một cách chắc chắn cái phần miệng luôn á. Đó, phần miệng thì mọi người có thể nhìn nè, bọc đồng cỡ này thì làm sao mà có thể là bị găng nứt hay gạn mẻ được gì ha. Đó, em so sánh một số cái chi tiết bọc đồng khác ở những cái nậm nè. Đó, bọc là nói chung là có những cái thì người ta bọc theo kiểu
lộng khắc lộng ở giữa đó. Còn cái nai này á, cái phần miệng được bọc rất là kỹ luôn, rất là dày luôn đó. Em cầm, bản thân em cầm thôi là em cảm nhận được mà. Rồi về cái tích ở trên cái nai này là một ông lão chăn trâu ha đó. Hình người vẽ rất là có hồn luôn đó. Nước men thì vẫn còn cái độ bóng nè đó. Tuy là nó cũng có những cái điểm lũng men, những cái điểm thời gian ha đó. Những cái món đồ mà nó già, đồ nó lâu năm đó, thì nó sẽ xuất hiện những cái điểm đó thôi ha. Rồi hình vẽ phong cảnh sơn thủy thì rất là đẹp luôn, khỏi phải chê luôn. Ở đây là có hai cái câu thơ, rồi cái ký hai hay ba câu thơ đó em cũng không dịch được luôn. Đó, phía sau thì có một cái ông lão khác nữa. Đó. Về phần chôn đáy và hiệu đề, đó thì chôn đáy thì rất là già luôn, hiệu đề 4 chữ nè. Phần hiệu đề 4 chữ ha. Đó. Bà con cô bác và cô chú anh chị ưng ý thích sưu tầm những cái nai như thế này có thể liên hệ với em nha. Rồi, phần cái nai này có chiều cao. Cái nai này thì có chiều cao là 26 cm nha. Đó. Và phần hoành của cái nai này là 41. Đó. Và giá em giao lưu với mọi người cái nai này với giá là 5 triệu đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý mình liên hệ với em ha. Zalo và số điện thoại của em là 0774 814 824. Rồi, món đồ kế tiếp em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là một cái bình tu hú nha. Đó, thì em cũng từng giới thiệu qua rất là nhiều cái bình tu hú đó, về cái kích thước cũng như là cái kiểu dáng. Thì ngày hôm nay em gom được một cái bình gọi là hình rồng nè. Hình rồng của bình này chắc là đem theo em nhớ thì lần đầu tiên á, rất là đẹp luôn. Hình rồng gọi là rồng này là không biết gọi là tích rồng gì, nó rồng hoa nữa, em cũng không biết gọi chính xác nữa, em miêu tả thôi. Rồng là hình rồng năm móng nè. Đó, nhìn rất là có uy có hồn luôn ha. Quấn quanh cái bình luôn, quấn quanh một cái bình ở. Còn cái hình hoa này không biết là hoa mẫu đơn hay là hoa gì nữa, cho nên em cũng không biết gọi chính xác, em chỉ miêu tả thôi. Phần miệng được bọc đồng thủ công tay nè. Đó, phần miệng được bọc đồng thủ công tay, bọc ôm vô, ôm sát cái miệng luôn, không có bị găng nứt hay găng mẻ gì hết. Rồi ở phần gọi là sát đáy nè, nó bị lột men và nó bị ma sát đó. Rồi em thấy cả những cái vết bẩn, vết ố rồi nữa. Những cái này thì em theo như cá nhân em, như em hay nói đó, mình vệ sinh bằng nước sạch là nó sẽ bớt được cái những cái đặc điểm như thế này thôi. Và chôn đáy và hiệu đề thì chôn đáy rất là già luôn, cắt gọt rất là đẹp luôn. Ở cái vết ở chôn đáy thì cảm giác như là nó có những cái vết rạn nhỏ nhỏ nè, những cái vết rạn nhỏ nhỏ theo thời gian năm tháng ha. Nước men ở đấy thì vẫn còn nè, hiệu đề 4 chữ. Đó, nét vẽ rất là dứt khoát luôn, có cái độ xuống màu theo thời gian năm tháng ha. Chôn đáy thì cực kỳ già rồi đó. Ở phần phần thân đó, có những chỗ nó bị lột, nó lột men luôn, nó rất là nhiều chỗ nó bị lột men như thế này nè. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình coi trên đoạn video của em á, mà thấy chưa có rõ á, thì mình cứ gọi điện với em qua Zalo là 0774 814 824 để em cho mọi người xem trực tiếp cái món đồ ha. Đó, rất là đẹp, rất là ưng ý luôn. Về kích thước thì cái bình tu hú này có phần chiều cao là 26 cm nha. Đó, và cái hoành, phần hoành là 38 cm ha. Đó, và giá em giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị cái bình tu hú này với giá là 4 triệu đồng nha. Đó, em xin nhắc lại, em giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái bình tu hú này với giá là 4 triệu đồng. Thì cái bình tu hú này cũng là cái món đồ cuối cùng trong đoạn video ngày hôm nay của em. Đó, do thời lượng video nó cũng hơi dài, em xin được phép dừng lại tại đây. Em xin chân thành cảm ơn bà con cô bác và cô chú anh chị đã dành thời gian xem hết đoạn video này. Hy vọng là mọi người xem đến đây sẽ cho em một lượt like để em có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại bà con cô bác, cô chú anh chị trong những đoạn video kế tiếp ạ.